Thế nữa nha các bạn, để chỗ bỏ ra quá. Ok, let's go. May lắm nha. Ok, đây là một cái xe máy xuất nhập nha. Nên nâng lên hạ xuống được nha. Đấy. Xoay 360 độ các bạn. Yeah. Đây là mình nha. Ok. Và đây là cái step của hồ các bạn ơi. Đây là một kéo xe này. Nên nâng xe lên. Wow, đảm bảo luôn nha các bạn. Ok, let's go.